Xin chào tất cả các bạn, mình là Đào Liên Hương đây. Hôm nay Hương tiếp tục chia sẻ đến cho mọi người một thông tin khá là thú vị và khá là hữu ích. Đó là nguyên nhân của bệnh mỡ máu cao và cách phòng chống nó như thế nào nhé. Sau khi xem xong video clip này thì mình nghĩ rằng bạn sẽ tìm được cái cách để phòng và chữa cái bệnh mỡ máu cao cho mình nhé. Thì như các bạn đã biết là người bị mỡ máu cao thì sẽ dễ bị nguy cơ dẫn đến cái mỡ máu đóng vào thành mạch và tạo thành một mảng xơ vữa, và đây chính là một nguyên nhân có khả năng dẫn đến cái tình trạng là bị tắc mạch máu và vỡ mạch máu nhé. Thì cái tình trạng này nếu mà xảy ra ở não ấy, thì nó sẽ bị là tai biến mạch máu não, còn nếu mà xảy ra ở tim ấy, thì nó sẽ là bị nhồi máu cơ tim, và nếu mà nó xảy ra ở ruột ấy, thì nó sẽ là bị tắc cái mạch máu để nuôi ruột nhé. Thì có 8 cái nguyên nhân chính để gây ra bệnh mỡ máu cao. Thì thứ nhất đấy là mỡ máu cao do tuổi tác và giới tính. Các bác sĩ đã nghiên cứu và chứng minh rằng là estrogen ấy ảnh hưởng đến việc chuyển hóa chất béo và ảnh hưởng gián tiếp đến các mạch máu. Và cái nguyên nhân thứ hai là bệnh béo phì. Khi mà trọng lượng cơ thể dư thừa sẽ làm tăng cái hàm lượng cholesterol trong máu nhá. Và cái thứ ba đó là mỡ máu tăng cao do cái chế độ ăn uống quá nhiều chất béo. Và ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể khiến cho cái mức cholesterol trong máu tăng cao. Và ví dụ như là các thịt như là thịt bò, thịt lợn, thịt dê và sữa trứng, đó là những cái chất béo có nhiều cái chất béo bão hòa nhé. Hoặc là cả dầu dừa, dầu cọ và bơ cacao cũng có thể chứa hàm lượng chất béo cao. Và cái nguyên nhân thứ tư đó là thường xuyên căng thẳng stress. Đó là một nguyên nhân gây ra rất là nhiều bệnh, và đây cũng là một thủ phạm gây ra cho cái bệnh mỡ máu cao nhé. Và cái nguyên nhân thứ năm đó là mức độ vận động cũng ảnh hưởng rất là lớn đến việc mỡ máu tăng cao. Nếu mà ít vận động thì sẽ khiến cho cái mỡ máu tăng lên cao nhé. Và cái thứ sáu đó là hút thuốc. Hút thuốc sẽ làm giảm cái lượng cholesterol tốt HDL có trong cơ thể của chúng ta, và chính đây là nó là một nguyên nhân dẫn đến cái bệnh tim đấy ạ. Và cái nguyên nhân thứ bảy đó là tình trạng sức khỏe chung. Nếu mà bạn đang mắc các bệnh như là tiểu đường này, hoặc là giảm hoạt động của tuyến giáp này, thì nó cũng có thể khiến cái lượng mỡ trong máu của chúng ta tăng cao nhé. Và cái nguyên nhân thứ 8 đó là tiền sử của gia đình. Nếu gia đình của chúng ta có ông bà cha mẹ mà bị các cái bệnh như là mỡ máu cao ấy, thì khả năng của chúng ta bị bệnh mỡ máu cao cũng rất là lớn nhé. Và cái sau đây là mình hướng dẫn các bạn cái cách phòng tránh cái bệnh mỡ máu cao này nhé. Thì theo y học gần đây đang quay trở lại với việc là sử dụng các cái sản phẩm điều trị tự nhiên bằng các cái thảo dược thiên nhiên, vì nó ít tạo ra biến chứng và nó không có tác dụng phụ, và nó đặc biệt rất là an toàn đối với sức khỏe của chúng ta đấy. Thì trên tay Hương đang là một hộp sa prong nhụy hoa nghệ Tây Bahraman Iran do công ty Tây Á phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Đây là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, nó được thu hoạch từ những sợi của những cái bông hoa nha. Và công ty Tây Á thì nhập khẩu loại Nezin, cái loại mà tốt nhất, hàm lượng dưỡng chất rất là tốt. Và như mọi người đã biết rằng trong một hộp sa prong nhụy hoa nghệ Tây Iran như thế này có tới 5 dược chất vô cùng quý hiếm, và 5 cái dược chất này nó giúp cho cơ thể của chúng ta phòng và ngừa rất là nhiều bệnh nhé. Và trong đó có bệnh mỡ máu cao đấy ạ. Và như mọi người đã biết đấy, thì bệnh mỡ mà trong cái 5 cái dược chất đó thì có cái dược chất là quercetin. Trong cái dược chất quercetin này á, nó giúp cho tốt cho cái hệ tuần hoàn và có tác dụng giảm cholesterol trong máu của chúng ta, và nó hỗ trợ là giúp giảm phòng tránh cái sự hình thành các cái mảng bám vào trong thành mạch và gây tắc mạch nhé. Đây là một nguyên nhân có thể gây đến đột quỵ, và nó hỗ trợ rất tốt trong cái việc là điều trị cái bệnh gút này, rồi huyết áp, tiểu đường, xơ vữa thành động mạch, và đặc biệt là mỡ máu cao nhé. Rồi mọi người nhớ mua cái sản phẩm sa prong nhụy hoa nghệ Tây này chính hãng, để không phải mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì cái chất lượng sử dụng của mình nó sẽ bị kém đi rất là nhiều nhé. Và nếu muốn biết thêm những thông tin hữu ích về sa prong thì inbox vào Facebook Đào Liên Hương cho mình sẽ tư vấn cho bạn cụ thể nhé. Hoặc là các bạn có thể inbox vào Facebook cho mình để nhận cái bộ tài liệu miễn phí về sức khỏe nhé. Và các bạn nhớ đăng ký like kênh, theo dõi like video này và đăng ký kênh YouTube của mình.